Do tình hình thời tiết khô hạn kéo dài từ đầu năm đến nay, nên các hồ treo, bể chứa nước mưa và các hồ nước dự trữ đã cạn kiệt, dẫn đến nhiều trường học bán trú, nội trú trên địa bàn huyện Đồng Văn gặp khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn hiện có 3 trường học với tổng số trên 1.000 học sinh, trong đó trên 600 học sinh bán trú, sinh hoạt tại trường chính. Do thời tiết khô hạn, lượng mưa ít nên hồ treo tại trung tâm xã và các hồ nước dự trữ đã cạn kiệt, dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho học sinh. Để khắc phục tình trạng này, từ đầu tháng 3 đến nay, nhà trường đã phải tạm trích kinh phí từ các nguồn xã hội hóa và nguồn chi khác để mua nước từ trung tâm huyện trở vào. Tuy nhiên, nếu việc thiếu nước kéo dài thì nhà trường không còn kinh phí để mua nước. Với thời tiết như bây giờ, cứ kéo dài như khô hạn kéo dài nữa thì tới đây thì nhà trường cũng không có nguồn kinh phí nào để mua nước để cho các cháu sinh hoạt cũng như đảm bảo học tập hết năm học năm nay. Và cũng rất mong là cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo là quan tâm để hỗ trợ kinh phí để cho nhà trường mua nước để cho các cháu sinh hoạt để học tập ạ. Hiện bình quân mỗi ngày nhà trường phải mua một xe nước 3 khối với giá 500.000 đồng một xe, nhưng cũng chỉ đủ phục vụ cho việc nấu ăn cho các em học sinh. Vì thiếu nước nên việc tắm giặt, vệ sinh cá nhân rất khó khăn. Trước thực trạng này, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị trường học sử dụng các nguồn xã hội hóa để mua nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho học sinh, đồng thời xin huyện cấp kinh phí để hỗ trợ các nhà trường. Thiếu nước được một tháng nay, thì đối với các đơn vị trường học thì cũng đã mua nước được một tháng nay rồi. Thì mỗi ngày các cháu học sinh tiêu thụ trên khoảng 5 khối nước, thì mỗi ngày là phải mua một xe nước, thì ủy ban xã cũng đã chỉ đạo đơn vị nhà trường là mua nước đầy đủ cho các cháu sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó thì cũng tận dụng các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho hai đơn vị nhà trường thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn. Hiện tại không chỉ ở xã Tả Phìn mà nhiều đơn vị trường học trên địa bàn huyện Đồng Văn đang trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Việc thiếu nước đã ảnh hưởng tới hoạt động dạy học, duy trì công tác bán trú, chăm sóc học sinh. Do đó cần có sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp các ngành về trước mắt và cả lâu dài để đảm bảo cho công tác dạy và học của các đơn vị trường học.